câu chuyện về vụ việc công ty cổ phần sản xuất và thương mại Thuận Phong ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bị cơ quan chức năng bắt quả tang sản xuất, đóng gói phân bón giả với số lượng lớn vào tháng 4 năm 2015 nhưng không bị khởi tố hình sự. Mới đây thì 5 công ty luật đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị khởi tố ông Khiếu Mạnh Tường, tổng giám đốc công ty cổ phần sản xuất thương mại Thuận Phong. Xung quanh vấn đề này thì các phóng viên của VTC1 đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Truyền, giám đốc công ty luật Thiên Thanh, một trong 5 công ty luật kiến nghị khởi tố vụ án. Thưa ông, là chúng tôi muốn biết là công ty luật Thiên Thanh tham gia vào vụ việc Thuận Phong với vai trò gì ạ? Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có đơn mời đến chúng tôi. Lúc này thì không phải một mình tôi mà cả 5 công ty luật ở tại Hà Nội đã cùng tham gia. Việt Nam thì đất nước nông nghiệp, hơn 70% người dân đa phần là đang sinh sống trong nông nghiệp. Họ là những đối tượng yếu thế và tiếng nói thường là không đạt được cái hiệu quả cho chính họ. Và chúng tôi khẳng định luôn ngay từ ban đầu với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ miễn phí toàn bộ. Vậy thì đến thời điểm hiện tại đã có đủ những căn cứ pháp lý nào để khẳng định có thể khởi tố Thuận Phong ạ? Việc công ty Thuận Phong năm 2013 đã bị xử phạt hành chính về hành vi làm hàng giả. Thì sau đó tại năm 2015 này, lúc bắt được tại thời điểm đó mà về cái việc về xác định có hàng giả, thì nguyên tắc của pháp luật là phải tiến hành khởi tố ngay. Bởi đây là có dấu hiệu tái phạm một cách nguy hiểm. Trong 29 loại phân bón mà mang ra kiểm định thì có 19 loại không đảm bảo về mặt chỉ tiêu, chất lượng. Trong đó lại có những cái loại mà lại không nằm trong danh mục được phép phân phối, lưu thông, sử dụng trên thị trường Việt Nam. Một cái điều rất quan trọng nữa là khối lượng làm giả có giá trị rất lớn. Ngay tại thời điểm đó thôi thì số tiền tính lên trên đầu hàng hóa đang có dấu hiệu bị làm giả đó là lên đến hàng trăm tỷ đồng. Như ông vừa phân tích thì chúng ta đã có khá nhiều căn cứ pháp lý để có thể khởi tố được Thuận Phong. Tuy nhiên thì tại sao kỳ án Thuận Phong hơn 2 năm rưỡi trôi qua mà vẫn chưa thể đi đến cái hồi kết ạ? Thứ nhất là cái cách nhận định vụ việc, áp dụng pháp luật đang có những sai lầm. Thứ hai là việc ra quyết định xử phạt hành chính đối với công ty Thuận Phong là đang có sự vội vàng và không phù hợp lắm và hoàn toàn là trái với quy định của pháp luật. Việc các cơ quan quản lý tại Đồng Nai họ đang cho rằng là gì? Chưa xác minh được hoặc là chưa có thiệt hại thực tế xảy ra. Thì tôi cho rằng đây mới chính là cái kẽ hở của cả cái hệ thống của chúng ta. Vì từ trước đến giờ, người nông dân họ cho xuống bón phân xuống đất, cái thiệt hại của người ta nó bị tích lũy ngay trước mắt là phần giống, phần vốn, phần công, nhân công của người ta và cái phần thu lợi người ta không thu lợi được. Thế nhưng tệ hại hơn và cái đáng lo lắng hơn chính là đất sẽ bị nhiễm độc bởi đã bị bón phân bón giả với thời gian dài nhiều lần, và người nông dân thì họ không thể hiểu được rằng họ sẽ phải đòi quyền lợi như thế nào. Xin trân trọng cảm ơn ông.